mẫu biệt thự tân cổ điển 3 tầng 15m x 20m kết hợp kinh doanh tại Hải Phòng. Thông tin công trình, chủ đầu tư, ông Đỗ Mạnh Đức, địa chỉ, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, tổng diện tích 300m2, 15m x 20m, công năng, tầng 1, bố trí gara ô tô, khu kinh doanh rộng rãi, phòng bếp và một vệ sinh riêng cho cả tầng. Tầng 2, phòng khách, phòng ăn, 2 phòng ngủ VIP, phòng giải trí, 1 nhà vệ sinh chung. Tầng 3, phòng sinh hoạt chung, phòng thờ, phòng tập thể thao, 1 phòng ngủ VIP, 1 phòng ngủ khách. Thiết kế kiến trúc biệt thự tân cổ điển 3 tầng mặt tiền 15m tại Hải Phòng. Phương án bố trí công năng biệt thự tân cổ điển kết hợp kinh doanh tại Hải Phòng. Tổng hợp những mẫu biệt thự tân cổ điển đẹp nhất 2019.